số ca nhiễm nCoV lên 194 ca. Sáng 30 tháng 3, Bộ Y tế ghi nhận thêm 7 ca dương tính nCoV, đều thuộc công ty Trường Sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai. Như vậy, đến nay có tổng số 25 người trong tổng số 194 ca liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. 28 người đã khỏi bệnh, gồm 25 người xuất viện. 3 bệnh nhân COVID-19 nặng đang có tiến triển tốt. Bộ Y tế tối 29 tháng 3 cho biết, 3 bệnh nhân gồm bác gái của bệnh nhân 17, du khách người Anh và nam bệnh nhân người Việt 50 tuổi liên tục trong những ngày qua được theo dõi sát. Các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cùng các chuyên gia đầu ngành đã hội chẩn, nỗ lực chăm sóc điều trị. Thủ tướng yêu cầu Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng mọi phương án cách ly. Tối 29 tháng 3, Văn phòng Chính phủ thông báo nội dung kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng yêu cầu đảm bảo nguồn lực, nhất là lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong mọi tình huống, xử lý nghiêm người đầu cơ tăng giá vật tư y tế, lương thực, thực phẩm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu rà soát, cập nhật mọi phương án phòng chống dịch COVID, đảm bảo sẵn sàng cho cả phương án cách ly toàn thành phố. WHO thử thuốc trị COVID-19 trên bệnh nhân. Tổ chức Y tế Thế giới chính thức thử nghiệm các loại thuốc COVID-19 trên những bệnh nhân đầu tiên tại Na Uy và Tây Ban Nha. WHO công bố tin này tại cuộc họp báo với các bộ trưởng Y tế Thế giới ngày 27 tháng 3. WHO đang thử nghiệm 4 trong số các loại thuốc tiềm năng nhất để chống lại dịch COVID, bao gồm các hợp chất chống virus, chống sốt rét và ức chế HIV. Số ca nhiễm nCoV tại Anh vượt 19.000. Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội Anh cho biết nước này đến nay ghi nhận 19.522 ca dương tính với nCoV. Số người chết vì nCoV tăng 209 ca trong 24 giờ qua lên 1.228 ca. Số trường hợp tử vong mới thấp hơn so với mức kỷ lục hôm 28 tháng 3 là 260 ca, mang lại hy vọng rằng tình hình dịch bệnh sẽ sớm ổn định hơn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.